Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em đến với kênh Phát Thái Vi mình ha. Thì hôm nay tiếp tục đi vườn quý anh chị. Mình xin chia sẻ giới thiệu quý cô chú anh chị em một cái vườn Mỹ Hồng của anh Văn Vũ nha. Sưu tầm được lô này khoảng 800 cây quý anh chị em. Thì thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm về mình trang trí sân vườn hoặc là mình kinh doanh ha. Lô này phải nói một cốt rất là đẹp và hôm nay mình sẽ báo giá chi tiết từng loại cho từng mẫu cho quý cô chú anh chị mình xỉ lẻ nha. Phong tàn nè. Nó tròn dinh luôn và đang rực rỡ hoa. Rồi chào anh Vũ. Rồi, chào anh Thái ha. Rồi kính chào cô chú anh chị đến với kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912 quý cô chú. Thì cái lô này bữa em cũng có quay ha quý cô chú. Và giao lưu rồi cũng được vài chục cây. Thì cảm ơn quý cô chú rất là nhiều. Hiện tại thì trong vườn thì nó 800 cây nhưng mà có hơn nha. Cái vườn là tới 1000 đang em bỏ những cái cây nhỏ ha quý cô chú anh chị. Là còn 800 nha quý cô chú anh chị. Thì cũng hữu duyên được sở hữu cái lô này ghé em cũng xin báo giá với cô chú thực tế ha. Đó. Thì mình đi một vòng đi rồi mình kiếm một hai cây để mình đo cho quý cô chú anh phồn tàn tròn và đang lên bông phải nó rất là đẹp quý anh chị. Dạ. Đó. Thì tổng cộng ở đây thì nó tầm khoảng 5 clip quý cô chú anh chị, 2 clip bờ nữa là 7 clip nha. Đây đây anh thấy rồi, mình vô đây đi anh thấy đây. Cây này cũng nói chung là cũng khá nè. Đó. À, cái này là cao khoảng 1m4 quý cô chú anh chị ơi. Cái tán ngang thì khoảng 1m2 nha. Đó. Bông. Bông này nó nở thẳng hết là một gang tay. Cái bông này là có mùi thơm nhẹ thực tế nha quý cô chú anh chị, nó có mùi thơm nhẹ nha. Ai nói Mỹ Hồng không thơm là không phải nha quý cô chú. Đó, đây cái hoành đây quý cô chú ơi. Này em đo, đây đi. Là 14 hoành nha quý cô chú anh chị, 14 hoành ha, là còn ở trên trên mặt đất. Dạ, thoát thân được 50 quý cô chú anh chị ơi. Cây phơm tàn rất là đẹp nha. Rồi thì rồi mình đi vô chút xíu đi mình báo giá cho quý cô chú nha. Đây, rồi cô quý cô chú. Tại vì ở đây người ta xịt sầu riêng á quý cô chú, người ta xịt bệnh á với lại xịt dưỡng á, nó xuống đây, nó nè, coi những cái lá nó mơn mởn. Nó đóng thuốc luôn nè. Dạ, quá trời cái phơm coi nè. Đó, biết không? Mình đi tới cây trước kìa. Dạ, đây rồi này đây. Đây một siêu phẩm của anh chị, tàn dù. Đó, biết luôn quý cô chú ơi. Nó đẹp. Cái này là cao em đo tới đây thôi nha, là 1m2 rồi quý cô chú anh chị. Đó. Cái tán ngang hơn 1m2 quý cô chú ơi. Ok luôn. Biệt cây đẹp. Đây, em đo sát ở đây quý chú quý cô chú nha, 14 hoành thực tế nha quý cô chú. Nè còn sâu lắm nha. Đó, cây này rất là năng nha quý anh chị em. Dạ. Phơm tàn đặc. Thóc thằng sám bậy đây để em thử em đo ở trên đây kìa. Lên tới đây luôn. Ở dưới là 14 phải không? Dạ. Ồ lên tới đây còn 10 rưỡi nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi, em cũng xin báo giá với quý cô chú luôn là cái giá lẻ hoành 13 tới hoành 11, 12, 13 đi là cái giá 350.000. Làm bao ship về tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình chơi nha, mỗi cây lẻ ha. Còn cái giá mà tại vườn của em á là quý cô chú đến lựa thực tế là tại vườn là cái giá 120.000 một cây là em bao ra xe tải cho quý cô chú anh chị nha. Đó. Rồi mình cũng giống như clip trước mình dẫn khuyến mãi luôn ha. Dạ dạ thì đúng rồi anh ơi, cũng giống như clip trước là 10 cây em dẫn tặng quý cô chú một cây, bất kỳ cây nào cũng được nha quý cô chú anh chị. Mình tri ân các khách hàng sĩ ủng hộ từ trước tới giờ. Dạ bên em là lúc nào cũng vậy cho quý cô chú ơi. Phóng tầm mắt qua bên đây thì quý anh chị em mình thấy cái lô này ở bên đây thì mình hình dung dễ hơn nha. Từ cái phân tàn kìa. Quá trời nó bông. Full bông. Cái này nó chỉ mới nở khoảng 30 chậm thôi. Quý anh chị em mình thấy 100% nữa là không thấy lá luôn. Đúng rồi. Cái tượng búp luôn kìa. Quá trời luôn. Rồi mình đi dài dài vô anh thấy rồi. Rồi tí xíu mình qua bên cái clip đó nữa anh thấy. Đó. Trời ơi cái cây này. Này. Trời ơi nguyên cái dãy này luôn anh thấy ơi. Coi nè. Nó đúng một nguyên một khuôn á. Dạ. Giống như nguyên khuôn. Thì cũng hữu duyên cũng sở hữu được 800 cây này ha. Tại vì em mua rẻ em sẽ cố gắng em bán cái giá rất là rẻ cho quý cô chú mình về thần lại ha, để mình giao lưu Tết đó quý cô chú. Đó. Cực kỳ đẹp quý anh chị. Tại vì Mỹ Hồng á, cái bông của nó sáng, một cái màu ngọt. Yeah. Cái thứ hai nữa là cái trong cái dòng bông trang á thì cánh hoa Mỹ Hồng nó rất là to. Còn những cái cây nó xìu xìu xuống đây à. Nhưng mà mình dở lên cái là đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Lô này được cái thoát thân rất là thoáng á. Dạ, thoát thân đẹp. Cây này nó biết cái cây này phơm tàn ngang. Cây này là nói chung là cao ngang em bao của chú 1m2, cái này 1m22 nè. Cái tán ngang được 1m2 luôn nha quý cô chú anh chị. Đẹp. Đây, dạch cho em đo cho quý cô chú anh chị mình thấy thực tế ha. 13 hoành nha quý cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Nè, cái độ hốc thân của nó là 48 nha. Cây rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó coi nè, bông nó chi chít luôn nè. Phơm rất là đẹp quý cô chú ơi. Hoành từ 11 tới 13 thì em giao lưu với tới nhà quý cô chú anh chị là 350.000 mỗi cây. Ví dụ mà lên 15, 16 là cái giá nó hơi nhích chút xíu, chút đỉnh nha quý cô chú. Cây này nè. Ví dụ là 15, 16 thì nó nhích khoảng chừng 100, 150.000 quý cô chú anh chị ơi. Phải dạ. Cái phơm tàn khỏi bàn cái luôn chị. Dạ. Nó tròn dinh luôn. Cái này cao được 1m3 anh thấy ơi.
Cái tán ngang cũng được 1m3 quý cô chú. Ồ, và đặc biệt cái cốt này. Ồ, cốt này đẹp nhanh ha. Đây, để đo trên luôn cho quý cô chú anh chị mình ha. Cái này là được 15 hoành đó nghe quý cô chú anh chị. Này xuống dưới là chắc cỡ 16 được ha. Đó. À, cao nó thoát thân được là 50 quý cô chú anh chị ạ. Như cái cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị về tới nhà là giá 500 nè. Hả? Tại vì cái hoành nó bự á quý cô chú. Nuôi nó lâu lớn nha quý cô chú. Bên kia lá nó xanh rồi đen rồi quý anh chị em. Dạ. Cái cây đó cái tàn nó tròn rồi. Tại vì mình đại diện một cái khu, một cái đoạn, một clip cho quý anh chị em mình hình dung thôi. Chứ toàn nói chung đi hết vườn này là chắc có thể là xẻo là tại nó 6-7 clip. À, đúng rồi, tới 5 clip bờ như vậy, còn 2 clip bờ viền nữa nghe quý cô chú anh chị. Đây. À. Thì nói chung là nguyên cái phơm tàn á, tại vì người ta hồi đó ta cũng trồng, ta cũng có kỹ thuật đó quý cô chú. Nó ta trồng, ta cắt con dữ lắm luôn. Rồi mình đi chở ra cái mình qua bên clip đó một cái nữa cho quý cô chú mình thấy thực tế luôn anh thấy ơi. Đó. Cực kỳ. Hết đám này là 1000 cây đặng nghe quý cô chú, nhưng mà em tính là mình bỏ những cái cây nhỏ như thế này nè, là bỏ mình dẹt lại nha. Đó, là em tính có 800 mà quý cô chú ơi. Như gì nè, đó, là bỏ lại nha. Mấy cái này mà gán nuôi sau này dữ lắm tàn luôn. Tại vì con nó xác rồi mình phải nuôi từ đầu lại. Dạ đúng rồi. Em bỏ lại là em tính quý cô chú anh 800 ha. Rực rỡ bông quý anh chị. Cái này, thời điểm này là quý cô chú mình về thần là ok, thần là nó đây tới Tết là nó sẽ đẹp quý chú. Tại vì cái đợt của cái lô này nó đang lên già đọt á. Dạ, mình về mình cắt mình cắt thúc vô gì nè, cắt thúc vô ha. Thúc vô hết trơn luôn, mình thần lại là ok. Lá già mình con lại nó không bị mất sức quý anh chị. Dạ. Vậy mà cô chú đánh xe tải tới đây bứng là em sẽ bứng cái bầu bự cho quý cô chú nha. Bầu bự để về mình thần lại nó không mất sức. Cây này nếu như mà không phải đường bưu điện có xe riêng á, quý anh chị mình cứ đánh cái bầu cho bự bự về là mình cứ đặt lên chậu là nó tươi luôn. Dạ, nó đúng lên rồi. Luôn để trong mát là tươi mát luôn á. Ví dụ mà quý cô chú mà chốt mà khoảng 100-200 cây thì em cái hỗ trợ tiền thuốc cho quý cô chú. Ví dụ tiền thuốc kích rễ đồ này kia xịt rồi em cái đó là em khuyến mãi cho cô chú luôn. Cái đó không có nhiều tiền hết quý cô chú anh chị. Đó, khuyến mãi cái đó luôn nha. Ồ, coi nè, cái cây này nằm lẻ lôi nè anh thấy. Phải nói là quá tuyệt vời. Đây tròn. Quay nguyên một vòng cho quý cô chú anh thấy nha. Rồi mình qua bên cái bờ bên đây nữa anh thấy rồi. Bờ bên đây. Phồn tàn của anh chị em mình thấy nó đó đơm bông, đơm búp. Đó. Hồi nãy mình mới đi cái clip bên đó quý cô chú. Đó, để em dẫn quý cô chú cái clip bên đây nữa nha. Đây, những cái cây à, em kêu nó tược nó vượt á, em kêu cắt sát như gì luôn là quý cô chú. Nè nó đã đâm bông, mình cắt một tược nữa đâm 2-3 tược nó trả mình quý cô chú. Đó. Nên cái những cái cây mà nó không đủ tàn quý cô chú cứ cắt thẳng vô đi. Sau này nó sẽ đẹp ha. Đừng có cắt lơ ở ngoài. Mình đừng có tiếc, mình cứ thúc càng sâu thì nó cái tược nó ra càng mạnh. Dạ. Ồ cây này hết biết cây này luôn anh Thái ơi. Cây này. Cây này đẹp nè anh Thái. Dạ. Cái này nó cao được là 1m27 quý cô chú ơi. Nó tán ngang là được 1m22 nha. Đó. Đây, một chỗ xe luôn. Dạ. Đây. Ôi ôi em đỏ trên đây cho quý cô chú anh chị mình thấy nha, hình dung nha. Ở đây là 14 hoành chẳng nè quý cô chú anh chị, là còn một tấc xuống dưới nữa ha. Đó. Cái cây này thoát thân được là 60 ha quý cô chú anh chị. Đó. Quá trời luôn, nó đẹp. À, đây, mình đi vô đây một vòng nữa cho quý cô chú mình thấy ha. Phải nói quá trời bông. Nó lên búp phải nó cứng cây luôn anh chị. Dạ. Ví dụ mà em xếp lẻ về quý cô chú á, là những cái đọt như thế này là em cắt em hạ cho quý cô chú mình nha. Mình cơi lại ha. Cơi lại cho nó tròn á, mình gửi đi nó không có bị mất sức ha. Cho quý cô chú mình chị mình. Còn mà cô chú anh chị mình đánh xe tới đây thì em để nguyên như bó lại là giao. Thôi rồi anh thấy rồi, coi cái cây nè. Tàn nó đặt qua lên kẹo búp hết trơn. Còn nữa, phơm mà. Phải nói là hết biết luôn. Đó. Rồi mình đi tới đây một cái nữa anh thấy. Đi thẳng cái đầu bờ luôn đi anh thấy ơi. Cho cô chú mà hình dung cho nó dễ. Này, cô chú thấy cái lá mừng mỡn không? Xịt nó chảnh nó rớt thuốc xuống rồi. Nó dính trong lá luôn. Dính lá. Dạ. Thuốc sầu riêng, thuốc dưỡng sầu riêng với lại thuốc trang là nó chung hệ hả quý cô chú anh chị? Ok, hết biết cây rồi. Quá trời đẹp luôn. Đây. Em đo cây này thử. Ô, cây này. Cây này, luôn. Cây này bự nha quý cô chú. Cái này cao được là 1m42. Nó tán ngang được là 1m3 quý cô chú anh chị ơi. Em đi vòng cho quý anh chị em xem. Dạ. Cái phong tàn. À. Đây. Rồi cái hoành 15 nha quý cô chú anh chị. Hoành 15 ha. Này thoát thăng được 55.
Cây này nếu mà em giao lẻ cho quý cô chú là 500.000 nha, 500.000 ha. Đó. Thì rồi thì em cũng xin nhắc lại, do giấc này nó cũng chưa nắng quá quý cô chú anh chị ơi. Thì cái giá mà bao ship về tới nhà cho quý cô chú anh chị á, là cái giá là 350.000 là một cây, là bao phí về tới nhà cho quý cô chú hoành từ 11 tới 13 ha. Cao ngang là em bao cô chú là 1m2. Còn ví dụ hoành 15, 16 thì tính giá hữu nghị lên chút xíu ha. Còn quý cô chú mà tới đây vườn lấy á, là cái giá 120.000 một cây, là em bao ra xe cho quý cô chú. Và đặc biệt 10 cây em sẽ tặng một cho quý cô chú ha. Đó. Thì chương trình là nó vậy thôi quý cô chú ơi. Thì cũng mong cô chú ủng hộ em clip này ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ. Rồi, sưu tầm được một cái lô phải nói một cốt phơm tàn như thế này thì rất là đẹp anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo ha. Mong quý cô chú anh chị em mình có phản hồi về vườn ha. Mình mua tới đây mình có thể lựa chọn những cây ưng ý, hoặc là mình ở nhà thì có ship luôn. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo nha.